Rồi, nhóm chỉ số tiếp theo là chỉ số dao động oscillator. Thì chỉ số dao động ở đây thì làm quen chỉ số. Mọi nhìn chưa? RSI. RSI là relative strength index. Thì về mặt công thức á, người cũng phải nhớ khi nó không bắt tính nha. Mình giải thích ý nghĩa nó không? RSI. Rồi, nó sẽ tính ra mình biết được mọi người nhé. Vương như sao? Công thức trong sách này, nguyên chi trong sách nó sẽ bằng 1 trừ 1 chia 1 cộng z RS. Được chưa? Nhân 100. Rồi, RS thì bằng total price tăng chia cho total price giảm. Tổng tăng thì tổng giảm. Này, nó tính theo kỳ. Lúc ở đây mình thấy là RS 14 tức là 14 phiên. 14 phiên. Nó sẽ tính trong 14 phiên đấy. Số giá tăng là bao nhiêu? Số giá giảm là bao nhiêu? Lấy từ tỉ số chia ra trong lắp được này. Thì ở đây mình đơn giản hóa công thức đi, nó chỉ còn này thôi. RSI nó bằng tổng delta increase, tổng số lượng tăng, tổng delta tăng nhân 100 chia cho tổng này cộng với chuyển đổi của tổng delta decrease. Đó. Nên công thức mình nhớ đó, khi nhớ cũng khó. Chẳng lẽ là cho mọi người mười mấy phiên là bắt mọi người đứng công thức mình này. Khóc luôn. Rồi, những phần đạo thi mình sẽ dặn người kỹ. Như phần MA này, phần của Winterman này. Phần đạo công cực là gì, support là gì, hỗ trợ là gì, kê lên phần thi nhé. Thì thi thiếu hỏi đây. Rồi, cái đường này sử dụng như nào? Nó đo lường cái mức độ của trường đang ở vùng nào. Thì đây nó sẽ tính ra chỉ số và nó có một cái mốc gọi là mốc, đây là mốc 30 và mốc 70. 30 70. Cái chỉ số này sẽ dao động quanh từ 0 đến 100. Được chưa? Thì cái đoạn ở giữa từ 30 70 là cái đoạn dao động trường chủ yếu dao động khoảng này. Nếu mà giá nó nhảy qua vùng 70 tức là lúc này đang ở vùng quá bán. Thì lúc này nên à quá mua thì sao? Nên bán ra. Còn nếu mà đang ở dưới này là mình quá mua, có bán thì nên mua vào. Mình nghĩ khi mình sử dụng cái đường này thì nó nhiễu các lạc cao, mình nhìn nhé, cái này nó khuyên mình bán, bán xong mất hàng. Được, ý khi sử dụng này, cái nào mình sử dụng thì nói với thường PA thì mọi người chỉ nên sử dụng 2 cho đến 3 chỉ báo nó quen thuộc nhất mình, dùng nhiều quá nhiễu. Hai ba cái. Đây mình dùng cái này, mình không nói nhiều cái này. Thì gì nó chả bảo cái này đâu. Đấy mọi người thấy là chủ yếu giá nó rộng cái vùng này, nó phải thỉnh thoảng nó lòi ra một cái, đây nó khuyên mua vào này, mua vào xong tăng được hàng về nó là giảm trước mặt. Đến đây nó lại mua vào thì ok, nó khá là nhiều. Đây đến đây bán ra là ok này. Đó. Thì mọi người có thể phân tích cả cái này nữa. Vì cả trend hết các thứ một lần thích được chính những cách đồ thị như này nhé. Nhìn thấy là gì là cái này có cái trend như này rồi. Đó, xong break cái trend này chúng gọi là cạo rớt, cái này rớt thẳng thẳng rớt luôn. Được rồi, bỏ qua chỉ số này không dùng. Chỉ số nữa là chỉ số ROC. ROC chỉ số này ít dùng và cách dùng những y hệt chỉ số RSI này. ROC rate of change. Đó, nó cũng đo lường
một đoạn là 30, à đoạn ở đây là bao nhiêu nhỉ? À, cộng trừ 10, dao động nó mất số 0 nhé. Đó, nếu mà nó qua vùng này là quá mua thì mình bán, vùng dưới này mình quá bán thì mình mua, mình ngốc lại. Đây là chỉ báo cái gì nhỉ? Trade hay là follow the smart money? Trade làm ngược lại. Thị trường ở đây là vùng quá bán, quá bán thì mình nên mua. Thị trường ở đây là vùng quá mua thì mình nên bán, ngược lại.